đâu để cho thiên hạ người ta ngủ nghe chưa? Ai dạy ai, tôi có lầm lỗi gì đâu mà dạy. Đồ hỗn hào, quân mất dạy. Nè con kia, mày nói ai mất dạy, mày nói ai hèn nhát. Nè tao đánh mày cho mày coi nha. Không ai đánh chửi tôi được hết á. Tao chửi mày, tao đánh mày, con gái mẹ mày làm gì tao. Đừng chạm đến mẹ của tôi, mẹ tôi có bao giờ ý thấy hèn nhát gì đâu. Mày dám chửi tao hả trời, con này nó dám chửi tôi chứ. Thanh, mày để vợ mày nói vậy hả Thanh? Trời ơi, mày đánh mẹ tao hả? Tao đập cái lọ đồng này bỏ mạng mày đi. Bắt chán rồi đi tao, bỏ tù tao chịu. Ai chửi tao nghe, tao cưới cho mày bốn con vợ. Tôi không có tội gì sao cả nhà lại đánh tôi. Mình bước tới làm đâm hồng em tự tử liền cho mình coi nè. Mà ơi, nó cầm dao, dao rọc sách, nó dọa nó đâm hồng. Ôi, nó làm bộ nó chứ còn nó dám cái gì đây nè. Mà chụp cái lọ đồng này mà đánh nát đầu nó đi tao. Mày không đánh nó không? Mày không đánh nó tao cắn lưỡi tao chết bây giờ. Má đừng cắn lưỡi, con đánh nó nè. Ôi, chết con rồi má. Con hứa một lời là được rồi. Linh đã. Đừng nói nữa. Là đứa con có hiếu, con phải biết luân thường đạo lý. Nếu con cũng nghe lời má, má ở lại đây làm gì? Tôi để má đi. Bà. Bà đừng đi. Bà. Uổng công má đã suốt đời vì con. Bà. Cùng vàng má. Bà đừng đi. Mẫn, đừng giận mẹ. Linh mẹ nuôi từ nhỏ, mẹ cũng từng ảo ước có ngài là dâu nhà mình. Nhưng mà bà, tại số cả, tại ba con chết sớm, mấy năm nay sự nghiệp của bác Hưng bị tiêu tan. Nếu không thì cuộc hôn nhân của chúng con đâu có bị tan vỡ. Con đừng có quên, tình yêu không chỉ để chiếm đoạt. Con nghe không con? Má, con nghe. Con dừng lời má. Chú. Bữa trước nhớ chú quá. Rồi chú tính đến mừng con mà rồi Mẫn nó giành đi nên chú phải ở nhà. Chú là chú của con, đâu phải ai lạ đâu. Lại đi ngồi đi để chú nói chuyện này nha. Dạ. Vali ai vậy? Đừng có dạy. Chuyện gì thủng thẳng rồi giải quyết. Con đừng có bỏ nhà ra đi. Làm như vậy ba con sẽ buồn đó. Không. Nè, con hãy nghe lời chú. Đừng để cho ba con trông đợi. Con coi kìa, con gái lớn rồi khóc cái gì. Hãy nghe lời của chú đi. Chú sẽ nói cho ba con được hiểu nha. Lau nước mắt đi con. Nghe con. Thầy không chú. Đêm nay chú cho con ở lại đây nghe. Được, được. Chú cũng nhớ con lắm. Tối nay con ngủ với chú. Nè, nhưng sáng mai con phải về sớm đó nghe. Lại đây bà ẵm con. Nín đi con, đừng có khóc nữa. Nè, nín đi, bà cho con cái bánh nè. Bánh nè, con ăn đi, đừng có khóc nữa con. Nín đi, nín đi. Không được. Bà ơi, tôi lạy bà. Tội nghiệp con, nó còn nhỏ, bà tha cho nó. Mày nói cái gì kỳ vậy sao? Sao? Mày mà cũng tin lời bịa đặt tiền kiện của tụi nó hay sao? Trời ơi! Bà tha lỗi cho con. Con có một đứa con à. Cầu hoài mới được.
sủi nó có bề gì chắc con chết. Qua đây con, qua đây, qua đây với bà con. Con mới về hồi nào vậy? Má con đâu? Má con chưa về. Sao má con chưa về? Con ở lại đây với bà. Dạ. Nè con ăn đi. Bà ơi, má con rất sốt rồi. Tội nghiệp không? Không còn một cái áo nào nữa. Một phía sau ngạn, đừng xông cho thật kỹ nghe. Ra cho kỹ ở dưới địa nghe. Má với Út còn nhớ tôi không? Sao lại không nhớ? Mẹ ăn cơm nhà tao mòn răng mà tao không nhớ sao cho được. Có cái mày quên tao thì có. Rồi bây giờ mày nhớ không? Mày đem lính tới đặng mày đền ơn tao đó phải không? Má đang nghiến con làm gì tội nghiệp. Con chưa hồi là vì mùa nước, con chịu không nổi. Chứ con đâu có giận gì anh em. Con gặp má là muốn hỏi thăm anh em. Mày đi rồi, anh em ta vẫn sống nhăn à, có sao đâu. Con cũng tính là con ra đỡ trong mùa nước, ai ngờ nó bắt con chiêu hồi. Mà đâu phải một mình con, mùa nước này anh em mình sẽ có người ra cho má coi. Người mà bỏ đi như mày hết rồi, không còn ai nữa đâu. Gạo cội mà sàng cho mấy đi nữa cũng không lọt đâu. Đi. Cháu coi nó độc ác như vậy, trời trâu đất dẹt nó cho rồi. Kính gửi bà ba, đúng ngày rằm tháng 7 này cô Hạnh sẽ trở về nhà, với điều kiện là bà phải cho con đào ra thay cho chị nó. Nếu quá hạn 3 ngày cô đào không ra thì tôi buộc lòng phải gửi về cho bà một bàn tay của cô Hạnh. Tin rằng bà là người biết điều. Chào bà. Bác ba nghỉ đi. Cháu về. Phải phải. Cháu sẽ sức cố gắng. Khoan khoan khoan, cho tôi hỏi thăm. Hồi nãy giờ có thấy cháu Sa ở đâu không? Nghe nói nó chỉ quy ở đây mà. Sao vậy? Sao khóc vậy? Ủa sao? Ủa? Sao kỳ vậy? Sao?